thành đại lao văn thờ tạo từ chứng minh hướng hạ nam mô a di đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật các đại chúng ông. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật các đại chúng ông. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Diệu Sư Lưu Ly Quan Dương Phật các đại chúng ông. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Hải Đức Đường Thượng Chư Địch Đại Tổ Sư Tiền Bối Khai Sơn Tạo Tự Truyền Giáo Truyền Giới Và Lam Thánh Chúng Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Chân Thiên Long Bát Hộ Hộ Pháp Thịnh Dương Nhất Thiết Chư Thánh Kiền Chư Bồ Tát, Chư Tinh Nhân Viên Giác, Đồng Quan Giám Đạo Tràng, Chứng Minh Công Đức. Nam Mô Nhất Tâm Phụng Thịnh, Tân Đầu Đô Hỏa, La Xà Tôn Giả Bồ Tát, Giáng Lâm Đạo Tràng, Chứng Minh, A Di Đà Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức, Tăng Ni, kính thưa quý vị khách quý, đại diện chính quyền, huyện Châu Thành, xã An Phục Long, và kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm Quý Tỵ, nhằm ngày chúng ta chuẩn bị để đón tiếp ngày lễ đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật lịch 2557 năm, dương lịch 2013, và ngày sinh nhật trong nước tưởng niệm Bác Hồ kính yêu ngày sinh nhật của Bác, và các cái lễ lớn ở trong nước. Nhân ngày này, Chư Tôn Đức trụ trì Hòa Đức cũng như ban tổ chức Hòa Thượng Diện Chủ Chùa Phật của Giáo hội Phật giáo Trung ương được về đây chứng minh và làm diện chủ để nơi nào được làm ra những cái mới. Cái mới đó Phật nói về xã hội cũng như các cái pháp minh bệnh hoạn và các cái vật mà về khoa học kỹ thuật có tiến bộ, thì cái đó là mà Bác Hồ chúng ta cũng đã nói, sau khi hòa bình chúng ta tái thiết xây dựng gấp 10 lần, nhưng mà các vị cũng thấy đất nước chúng ta hôm nay là 38 năm hòa bình, chúng ta đổi mới được gấp cả trăm lần chứ không phải 10 lần về thành phố Hồ Chí Minh, cũng như về đây chứng minh và cầu nguyện trên hồng ân tam bảo gia hộ cho Phật sự được sớm diên thành, và nhất là trên tinh thần xây dựng chúng ta phải đoàn kết, và nhất là cũng nhờ các cấp lãnh đạo chính quyền từ tỉnh tới huyện tới xã để nhiệt tình giúp đỡ thì Phật sự mới viên thành, nhưng mà nhất là trong ban tổ chức tái thiết phải có những cái sự gì lợi ích chung, vì nhà của Như Lai chúng ta kẻ công người của góp phần xây dựng, mà Đức Phật cũng hằng nói là Đức Chúng Như Hải vậy, hôm nay vào giờ này thay mặt cho Chư Tôn Đức chúng tôi rất cái làm hoan hỷ và tán thán công đức của quý vị Phật tâm trùng tu ngôi tam bảo được xứng tầm với các nơi khác cũng như các huyện bạn khởi thân niệm bổn sư cầu hồng thịnh hồng ân tam bảo gia hộ
vị trong ban tổ chức những Phật tử được thành tựu như là cũng như một câu quả để làm sao cái chùa mình cái hoạt động nó tốt, đây cũng như hương của mình mà
thì tôi hứa với thầy cụ Hiền thầy cũng có cái cơ giáo dạy luôn để cùng làm sao cái chùa Hải Đức mình sớm còn làm. Còn vấn đề mà gì pháp lý á thì chúng ta chưa làm nó chưa kịp á, thì không rồi đã vấn đề nguyên thứ á, thì tôi nếu tôi tiếp tục thì tôi cố gắng làm sao tranh thủ để giải quyết, cũng như xin báo tất cả các quý thầy ở các nơi thì đối với vị tu hành chúng tôi giải quyết kinh tế chùa thiền thì chúng tôi giải quyết rất nhanh, chủ yếu là sợ ở trên tỉnh một số ngành nó chuyên môn nó hơi lâu thôi, chứ còn ở huyện ra đến huyện trong một tuần là chúng tôi giải quyết cái tờ xong rồi để đáp ứng cho nhu cầu theo cái dự định ban đầu của thầy chủ trì. Nhân dịp hôm nay thì cũng đến đây thì tôi xin trao cái quyết định để đồng bằng khen với anh tỉnh cho thầy có công đóng góp vì công tác xã hội của huyện nhà trong thời gian vừa qua. Tập tự do hạnh phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An số 1560 QĐ-UBND Long An ngày 5/4/2013 quyết định vì khen thưởng thành tích đóng góp xây dựng địa phương công tác xã hội tại huyện Châu Thành năm 2013, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An căn cứ lực tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2013 căn cứ lực thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và lực sửa đổi bổ sung một số điều của lực thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005 căn cứ nghị định số 42/2010 NĐ-CP ngày 15/4/2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của lực thi đua khen thưởng và lực sửa đổi bổ sung một số điều của lực thi đua khen thưởng xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại tờ trình số 25 ngày 19/3/2013 và ý kiến đề xuất của ban thi đua khen thưởng tỉnh tại tờ trình số 183 ngày 2/4/2013 quyết định điều 1 nay tặng bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 5 tập thể và 4 cá nhân có gì thích kèm theo đã có thành tích đóng góp xây dựng địa phương công tác xã hội tại huyện Châu Thành tỉnh Long An năm 2013. Điều 2 chế độ tiền thưởng thực hiện theo quyết định số 01/2001 QĐ-UBND ngày 5/1/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3 đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh giám đốc sở ký thay chủ tịch phó chủ tịch Nguyễn Thanh Nguyên. Thì bằng khen cũng xin báo là bằng khen này được ban chữ thập đỏ của huyện Châu Thành đề nghị với cái phòng nội vụ để phòng nội vụ làm tờ trình ủy ban huyện đề nghị ủy ban tỉnh khen. Thì nhân dịp hôm nay chúng tôi xin mời anh Cao Đúng là chủ tịch ban chữ thập đỏ tỉnh để trao bằng khen cũng như là cái hiện vật kiểm đề nghị quý vị cho đàn pháo tay. A Di Đà Phật, 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 nhất tâm thanh lễ hiện tọa đạo tràng chư tôn hòa thượng thường tọa đại đức tăng già tam bái. A Di Đà Phật, buổi lễ cúng dường ngày hôm nay. Quan tâm 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 tâm
nguyện tam bảo chứng minh quay thành hộ niệm hiện tiền nơi đạo tràng hải đức từ chủ trì chư tôn đức tăng ni Việt Nam nữ Phật tử thiết lệ ngọ cung nhất viên trái tăng nhất khỏi hội hướng công đức kỳ nguyện lễ đặt đá khởi công trục tu ngôi chánh điện được ca thành thừa tư công đức chánh pháp văn kinh tất cả mê đạo siêu thanh tịnh độ hiện tiền tiền môn ân thành Phật pháp thường tu đại chúng mà được phát tâm góp phần công đức thành tựu viên mãn Phật tử Phật tử sớm viên thành phổ nguyện đàn a tính thế phát tâm cũng được tam bảo tâm ích phước và âm siêu dương nói hải hà tâm pháp giới chúng sanh tình dữ nam mô a di đà phật vừa rồi chúng vừa mở đường ra được những ngày công đức thay lời cho chư tăng và phật tử tại đạo tràng chùa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.